cảm ơn và kính chào quý vị và các bạn đã đến với Shop Miền Đất Hứa. Hôm nay Nghĩa sẽ hướng dẫn cho các bạn. Cái lồng tiêu chuẩn để nuôi sóc Bắc Mỹ thì cái chiều ngang khoảng cỡ 60 cm, chiều cao khoảng 40 cm, chiều rộng thì khoảng 40 hoặc là 35 gì đó. Nếu như mình nuôi cỡ này thì mình nuôi khoảng hai bạn sóc Bắc Mỹ được. Nhưng mà khi mà bạn lớn lên thì có thể mình chọn cái lồng càng lớn thì sẽ thoải mái cho bạn hơn. Cái lồng thì cái khay sẽ có một cái khay ở dưới để mình đựng cái đồ hút ẩm như là gỗ nén hay là mùn cưa. Thì cái phần đó tí xíu về sau mình sẽ nói kỹ về cái phần đồ lót chuồng cho sóc Bắc Mỹ. Cái lồng thì nó có một cái đáy như vậy, thì tùy vào cái sở thích của người nuôi thì có thể chọn những cái lồng mà nó có cái đáy như vậy, hoặc là mình có thể gỡ cái đáy ra. Thì mỗi cái thì nó có ưu nhược điểm riêng. Ví dụ như mình để cái lưới như vậy á, thì khi mà mình nuôi mình bỏ mấy bạn vô, mấy bạn không có đào bới cái đồ lót, nó bay ra ngoài nhà làm dơ giấy với lại gây bụi đó. Nhưng mà bị một cái nhược điểm là bạn không có, bởi vì sóc Bắc Mỹ thì cái đặc tính tự nhiên của mấy bạn là ở ngoài mấy cái thảo nguyên, mấy cái đồng cỏ, rồi mấy bạn đào hang đào lỗ ở dưới đất để mấy bạn sinh sống làm ổ làm nhà ở dưới lòng đất. Thành ra là khi mà mình nuôi ở trên những cái lưới như vậy thì cái móng của mấy bạn không có được mài, với lại cái độ tự nhiên nó không có bằng so với là khi mình lấy cái lưới ra. Thì lấy cái lưới ra thì mấy bạn đào bới thích hơn, nhưng mà bị một cái là nó sẽ văng những cái đồ lót đó ra ngoài. Thì tùy vào sở thích của mỗi người, với lại cái ở cái vị trí mà mình đặt cái chuồng đó như thế nào để mình có thể bỏ lưới hoặc là mình lấy cái lưới này ra. Ví dụ như mình để ở trong phòng khách thì chắc là mình phải để cái này ra rồi, mình phải để bỏ cái lưới này vào rồi để cho bạn khỏi có đào bới. Thì thay vào cái việc mà đào bới như vậy, mình có thể thả bạn ra ngoài nhà để mấy bạn chạy nhảy, thì giống như tập thể dục vậy đó. Còn mình nuôi ở ngoài cái hiên nhà mà có cái hiên nha, để tránh nắng mưa nha. Nuôi mấy bạn sóc Mỹ thì mình nuôi tránh nắng mưa cho mấy bạn, hoặc để ngoài hiên hoặc là ngoài cái phòng rộng hay là gì đó, đại loại những cái chỗ mà có thể bay những cái đồ lót ra ngoài được, mình dọn ở ngoài cũng được, thì lấy cái lưới ra rồi ok. Ví dụ như là một ngày hoặc là hai ngày gì đó, tùy theo cái dung tích. Còn những cái bình nước cho sóc Bắc Mỹ thì mình chọn những cái loại bình nó có bi với cái đầu mà bình nước, thì mình chọn cái loại nó có làm bằng inox, thì để cho các bạn không có bị gặm. Chứ mình lấy những cái đầu bằng nhựa hoặc là đầu thủy tinh thì mấy bạn gặm là nó sẽ bị bể, là không có được. Hôm nay mình ok, mình chọn mẫu một cái bình bi này đi ha, bình nửa lít. Thì cái cách gắn mấy cái bình nước kiểu như vậy đơn giản lắm. Mình gài nó vào đây rồi mình bấm hai cái đầu để cho cái sợi dây lò xo này nó giữ cái bình nước khỏi ngã ra ngoài là xong rồi. Rồi treo bình nước khoảng cái đầu vòi cho tới ngang tầm với lại cái miệng của sóc Bắc Mỹ là được. Nói chung mình treo bình nước cho con gì cũng vậy á, nên là cái đầu vòi nó sẽ ngang với lại cái khoảng cách bạn đứng lên tới miệng. Rồi phần chén ăn thì mình nên chọn cho mấy bạn sóc Bắc Mỹ là chén bằng sứ, bởi vì những chén bằng sứ thì thứ nhất là nó nặng, mấy bạn mà chơi rồi đào bới chạy nhảy nó không có bị lật cái đồ ăn ra ngoài. Mấy bạn đào bới rất là nhiều, thành ra là mình chọn chén sứ thứ nhất. Thứ hai là nó rất là sạch, mình dễ vệ sinh. Mỗi lần nó dơ mình có thể mang vô trong cái bồn cái chén mình làm ướt đi rồi mình lấy dẻ mình lau là nó xong. Đó, mực. Sứ được một cái nữa là mấy bạn gặm rất là nhiều, tránh cái trường hợp mấy bạn gặm chén như là chén nhựa thì dễ gặm, dễ lật. Đó, vệ sinh thì cũng khó hơn. Thì nói chung bạn có thể để chén nhựa cũng được, cũng không thành vấn đề, nhưng mà chén nhựa thì đó, nó có mấy cái nhược điểm như mình vừa nói vậy đó. Ok, hôm nay mình chọn cái chén bự này đi ha. Cái chén này tinh sát thương rất là cao. Rồi tới phần nhà ngủ. Ở trong chuồng, ví dụ như mình nuôi một cái chuồng nó to
thì mình có thể để một cái nhà ngủ nó to cũng được cho bạn thoải mái hơn. Còn những cái nhà cỡ này thì mình chọn những cái mẫu cỡ này là được rồi, dành cho một bạn, một hoặc hai bạn nếu như mà còn nhỏ, chứ mấy bạn lớn thì nên, ví dụ như cỡ này thì hợp cho một bạn lớn nè, nhưng cỡ này mấy bạn nhỏ thì được hai bạn, còn cỡ này thì chỉ được một bạn nhỏ thôi. Đó thì hôm nay mình ok mình chọn kiểu này đi, mình bỏ vô cho nó bị gì, vì cái kiểu của mình xét là đồ màu chứ không có theo đồ gỗ. Cũng có nhiều, rất là nhiều kiểu lồng khác nhau nha, các bạn có thể chọn những kiểu lồng khác nhau cũng được, thì tùy vào cách mà mình trang trí đồ ở trong, đồ dùng ở trong cái lồng nó như thế nào thì mình nên set, mình setup cho nó cùng tông. Ví dụ như bình nước cũng nghĩa màu sắc như vậy á, thì mình để mấy cái chén mà màu thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Hoặc là các bạn có thể chọn đồ gỗ, nhà gỗ rồi những cái vòm gỗ. Đây mình có mấy cái vòm gỗ như vậy nè, thì mình có thể bẻ cong lại đó, mình làm nhà cho bạn cũng được, mấy bạn trèo nhảy chạy nhảy cũng được ở trên những cái miếng gỗ này đó. Những vòm gỗ này mình đi với cái nhà như vậy, rồi những cái chén bằng gỗ cũng được thì nó sẽ hợp tông hơn đó. Nhưng mà hôm nay mình sẽ chọn kiểu này ha. Tiếp theo là phần thức ăn. Thực sự thì Sóc Bắc Mỹ thì rất là dễ ăn. Thức ăn của Sóc Bắc Mỹ rất là nhiều loại, mình có thể lấy thức ăn từ hamster, từ thỏ, có rất là nhiều. Bởi vì Sóc Bắc Mỹ là kiểu gặm nhấm mà nói chung là không có kén đồ ăn như là những cái loại khác, mấy bạn rất là dễ ăn. Thì cái thành phần chính của thức ăn Sóc Bắc Mỹ là nó có gì? Một là tinh bột, là tinh bột ha, tinh bột thì nó sẽ nằm ở trong những cái gói hạt mình trộn kiểu như vậy đó. Thứ hai là vitamin, vitamin là nó sẽ nằm trong những cái hạt kiểu như vậy đó. Cái này là hạt cây ti, thì những cái trong này nó có hạt trái cây nè, người ta làm thành viên như vậy thì nó rất là nhiều vitamin đó. Rồi tiếp theo là protein, nhưng mà cái lượng protein mà mình bổ sung cho Sóc Bắc Mỹ thì ít thôi, không cần nhiều, bởi vì protein có thể tổng hợp từ mấy cây, những cái vitamin với lại cái tinh bột còn lại đó. Thì với lại cỏ, chất xơ nữa, chất xơ là có cỏ ha. Thì ở đây mình có mấy cái loại nè, mà ngũ cốc như vậy đó. Còn cỏ khô, cỏ khô thì mình có hai loại ha, nó có hai cái loại cỏ trên thị trường là cỏ Timothy với lại cỏ alfalfa, cỏ nén. Thì các bạn chọn một trong hai loại này hoặc là mix hai cái lại cũng được, cộng thêm những thứ này. Thức ăn bổ sung là nó có hạt trái cây nè, cái này thì bổ sung protein, cả tinh bột, những cái bánh sữa như vậy, mấy cái phô mai. Phô mai thì mình có rất nhiều loại, hôm nay mình lấy cái loại này là để mà đặt biểu tượng thôi, chứ còn mình còn rất là nhiều loại. Kiểu này thì phô mai hỗn hợp, ở trong này có gà, bò, cá, các thứ ha. Thì những cái loại như vậy mình có thể giữ ở trong hộp, mình không cần bỏ sẵn ở trong chén. Cái này để mình đút cho các bạn ăn để mình làm quen. Okay, tiếp tục là cái những cái đồ lót chuồng ở dưới cái đáy cho các bạn Sóc Bắc Mỹ ha. Thì những cái đồ lót chuồng mình trải ở dưới cái đáy này, nhiệm vụ của nó là thấm hút nước tiểu đó, chống hôi cho khi mà nước tiểu nó rơi xuống cái đáy thì nó có những cái thứ này để nó thấm hút lại, nó không có gây mùi ở trong cái nhà của mình. Thì ở đây mình có này là gỗ nén. Gỗ nén thì có những cái loại thường như vậy, còn có những rất là nhiều loại, mình có rất nhiều loại, nhưng hôm nay mình lấy mẫu một cái loại này thôi. Thì những cái loại như kiểu như hàng mà mình nhập về như vậy thì nó sẽ có cái độ hút ẩm tốt hơn, độ khử mùi tốt hơn so với những loại thường như vậy đó. Phía bên này là mùng cưa, thì mùng cưa nó cũng lót ở dưới đấy, thì tùy vào sở thích của mỗi người, mình có thể thử, hôm nay mình thử cái này rồi hôm sau mình lại thử cái mùng cưa, thì mình xem thử cái loại nào mà khử mùi tốt hơn thì mình có thể dùng cho bạn cũng được. Ngoài ra mình có thể sử dụng những cái cát vệ sinh cho mèo để mình trải ở dưới đấy để thấm hút nước tiểu cũng tốt, rất là tốt luôn đó. Nhưng mà cát vệ sinh cho mèo thì tính ra nó vẫn mắc tiền hơn những hai cái loại mà mình giới thiệu cho các bạn ở đây. Sóc Bắc Mỹ thì mình cho ăn hai lần trên một ngày, một lần mình cho ăn, mình có thể cho từ 1 tới 2 nắm cỏ cỡ này. Cỏ thì có cỏ khô alfalfa hoặc là Timothy lúc ban đầu mình đã giới thiệu rồi ha. Ngũ cốc thì mình cho thêm một nắm khoảng cỡ này, một nắm tay ha, cộng với lại khoảng một nắm khoảng cỡ này thôi ha. Cái hạt cỏ nén, cỏ nén, trong cái cỏ nén thì nó có bắp với cà rốt với lại đậu nành. Những cái loại thức ăn bổ sung kiểu như vậy á thì mình có thể đút cho bạn, hoặc là mình để một ít thôi, một hai hạt gì vào trong cái chén cũng được.
tốt nhất là nên đúc để tạo sự gần gũi với mấy bạn sóc, nên dễ gần hơn. Nói thế thôi nhưng mà các bạn sóc nghĩ rất là dễ gần. Thường thì mỗi ngày mình có thời gian rảnh cho ăn xong, mình hay vuốt ve giỡn với bạn một tí là khoảng trong vòng vài ngày là mình có thể làm quen với bạn được rồi. Nhớ là khi mà mình ẵm các bạn lên chơi thì đừng có đứng, bởi vì mình chưa có quen với cách cầm, với lại cái cách mà bạn đứng, bạn ở trên tay mình như thế nào thì dễ bị té. Thường chơi với sóc đất là mình sẽ để bạn ở trong chuồng, hoặc là mình ẵm ra ngoài nhưng mà mình ngồi dưới đất đó, tránh cái trường hợp mà bạn bị té xuống đất rồi chấn thương hay là có những cái thứ liên quan. Chuồng của sóc Bắc Mỹ thì mình nên để ở nơi thoáng mát, không có nắng hoặc là mưa trực tiếp. Mình để ở trong cái phòng khách của mình nè, hoặc là đoạn chân cầu thang, hoặc là lối đi ở nhà mình. Tránh để những cái nơi mà có quá nhiều đồ đạc, hoặc là cái nơi mà nó có nhiệt độ sinh ra, như là gần cái bếp lửa hay là những cái chỗ lạnh quá. Trên đây là bài hướng dẫn nhanh cách chăm sóc sóc Bắc Mỹ. Các bạn có câu hỏi gì thì cứ comment ở phía bên dưới, thì mình sẽ cố gắng tổng hợp những câu hỏi các bạn hay hỏi để mình sẽ làm thêm những cái video để hướng dẫn hoặc là trả lời những câu hỏi của bạn. Nhớ là bấm nút đăng ký với lại cái nút chuông kế bên, thì khi nào mình ra video mới thì nó sẽ thông báo qua cái mail cho các bạn dễ theo dõi ha. Cảm ơn các bạn và xin chào, hẹn gặp lại.